mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, dự báo mưa lớn ở khu vực miền Trung có khả năng kéo dài thêm 2 đến 4 ngày nữa. Do khoảng từ đêm mai sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh quay trở lại nước ta, mà không khí lạnh là một trong hai yếu tố gây mưa lớn trong đợt này ở miền Trung. Trong 2 ngày tới, vùng mưa lớn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 450 mm. Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp cả khu đô thị. Triều cường đầu tháng 10 âm lịch xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Mặc dù thấp hơn so với đợt triều cường tháng trước, nhưng cũng có khả năng ngập úng. Khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, có nơi trên 120 mm trong 2 ngày tới. Còn đối với khu vực Bắc Bộ, trời tiếp tục rét, nhưng nền nhiệt tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Dự báo những ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, với nền nhiệt khá thấp, từ 16 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Tuy nhiên, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Trên biển ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm mai mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực tỉnh Quảng Bình, ngày mai nhiều mây có mưa mưa rào, đêm có lúc mưa vừa, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 25 độ, đêm trời lạnh. Khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 20 đến 24 độ. Từ đêm mai, vùng biển Quảng Bình có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Phần cuối của bản tin là nhiệt độ các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!